thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfor hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, sau nhập ngũ 2022 sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Để mừng ngày chương trình lên sóng, dàn các năm nay đã đồng loạt đổi ảnh đại diện mặc quân phục chỉnh tề. Chương trình năm nay quy tụ toàn vũ múa của showbiz Việt, trong đó phải kể đến Hoàng Minh Di, Vuka, Đỗ Missy, Minh Tú hay Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú. Sau khoảng thời gian ồn ào vì chuyện tình cảm với thiếu gia Minh Hải, Hoàng Minh Di mới đây cũng đã đăng ảnh vui vẻ trong môi trường quân đội. Trong những bình luận tương tác với các nghệ sĩ, nữ ca sĩ cũng úp mở một ít tình tiết của chương trình năm nay. Bên dưới bài đăng của Hoàng Minh Di, Minh Tú cũng ẩn ý chuyện muốn giọng ca rời bỏ hướng dẫn gấp chăng. Đáp lại, Hoàng Minh Di bình luận: "Đừng hất hết xuống mặt tôi như thế nữa là tôi cảm ơn ạ. Đừng cậy ở trên mà được quyền như vậy." Theo như chia sẻ của Hoàng Minh Di, phải chăng Minh Tú nằm ở giường trên của nữ ca sĩ? Xem ra cả hai đã có những khoảnh khắc khó quên khi nhập ngũ. Bên cạnh hình ảnh thở là thấy buồn cười, Hoàng Minh Di ở sau nhập ngũ là nữ chiến sĩ vô cùng kiên cường. Ngay khi mở màn đoạn trailer, khán giả đã thấy được vẻ mặt lo lắng của Hoàng Minh Di cùng câu nói gay gắt của trung đội trưởng. Các đồng chí nhất nhất nghe theo khẩu lệnh, không cười đùa. Nếu như chỉ vài giây trước, Hoàng Minh Di còn đang bị trách mắng, thì sau đó, cô đã đóng vai trò của người đầu tàu xốc lại tinh thần cho đồng đội. Câu chốt hạ khiến khán giả nổi da gà. Bây giờ nghe em nói này, bất kỳ một thử thách gì cũng phải làm được. Nhưng nếu không làm được thì bọn mình phải chấp nhận. Em không đau, mọi người cũng không đau, cố lên. Sau khi được đích thân tham gia thử thách, làm nhiệm vụ thao trường, được tái hiện lại những phút giây thiêng liêng đầy tính lịch sử, Hoàng Minh Di đã khiến khán giả và các chiến sĩ, đồng đội xúc động khi bộc bạch tâm trạng. Hoàng Minh Di đỏ hoe mắt chia sẻ: "Tôi thật sự cảm thấy rất xúc động. Tôi cảm thấy trách nhiệm và công sức của ông cha ta ngày xưa rất lớn. Và tôi là thế hệ thời nay, tôi cảm thấy sau bài thực tập huấn luyện này, tôi càng phải có nhiều sự quyết tâm gìn giữ và bảo vệ tổ quốc nhiều hơn, bằng nhiều cách." Qua những hình ảnh trong đoạn trailer, khán giả càng thêm tò mò liệu bà mẹ một con sẽ thể hiện ra sao ở chương trình năm nay. Trong trailer mới nhất của Sao Nhập Ngũ, netizen cười ngất vì Duy Khánh. Như mọi năm, dàn cát chỉ được đem một vài vật dụng cần thiết để sử dụng trong 7 ngày nhập ngũ. Những vật dụng mà chỉ huy cảm thấy không phù hợp sẽ lập tức bị bỏ lại. Duy Khánh đã tha thiết xin phép được mang xịt lăn nách nhưng bị chỉ huy chất vấn vì cho rằng không cần thiết. Khi được hỏi, tại sao đồng chí bắt buộc phải sử dụng lăn nách? Duy Khánh cho biết, dạ tại vì mồ hôi, mình đi hành quân ngoài nắng, nách sẽ ra mồ hôi và... Nghe câu trả lời ấp úng của Duy Khánh, chỉ huy ngập ngừng đặt câu hỏi, đồng chí có bị... Lập tức, Duy Khánh lắc đầu lia lịa và khẳng định, tôi không hôi nách, tôi không hôi nách. Bên cạnh đủ những khoảnh khắc hài hước, xúc động của dàn các tham gia ô năm nay, điều mà fan cứng chương trình quan tâm chính là danh tính của người kế nhiệm mũi trưởng Long. Ngay khi mở màn đoạn trailer, khán giả đã có thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm. Dàn nghệ sĩ vô cùng lo lắng khi nghe câu nói gay gắt của trung đội trưởng Phạm Quang Khải. Các đồng chí nhất nhất nghe theo khẩu lệnh, không cười đùa. Dàn các nhiều lần bị trung đội trưởng nhắc nhở khi đọc khẩu lệnh báo cáo, quá trình trả lời câu hỏi hoặc quá trình phát biểu, đồng chí sai, không mà hoặc ờ. Các đồng chí sử dụng cụm từ, xin lỗi, tôi nói lại. Ngay đoạn mở màn, khán giả đã có thể cảm nhận được không khí căng thẳng cũng như tính chất gay gắt của chương trình siêu thực tế này. Có vẻ như một nhiệm vụ đã không thể hoàn thành. Tiếng hét thất thanh của các nghệ sĩ xuất hiện kéo theo tiếng chiếc xe trượt bánh. Ngay sau đó là vẻ mặt lo lắng của Hoàng Minh Di cùng câu nói gay gắt của trung đội trưởng. Các đồng chí nhất nhất nghe theo khẩu lệnh, không cười đùa. Những hình ảnh căng thẳng lần lượt xuất hiện, Buka sốc nhiệt, Anh Tú bật khóc nức nở, Minh Tú cũng không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi. Dường như các thử thách tại chương trình siêu thực tế này khiến cho các chiến sĩ mới có đôi chút xuống tinh thần khi liên tục nhận được nhiệm vụ khó nhằn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.